mọi Hello mọi người. lại là mình Hà Vi đây. Giới thiệu với mọi người, trong video ngày hôm nay có một nhân vật đặc biệt, đó là con Hùng đây. Con Hùng chào mọi người đi. Cần ta chán chùa chưa sao? Cháu chào mọi người. Cháu chào mọi người. Ok. À, đây là con của Hà Vi đây, tên là Hùng. Con Hùng. Hùng, con vâng. Hùng. À, thì vào thời điểm này thì mọi người ở Trung Quốc đều đang chuẩn bị bánh Trung Thu và mình có thể mua ở ngoài siêu thị và cũng có thể tự làm tại nhà. Vậy thì trong video ngày hôm nay, Hà Vi sẽ mời các bạn cùng làm thử bánh Trung Thu tại nhà nhá. Rồi, không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay nha. Let's go! Let's go ạ. Tùy. Giới thiệu với mọi người, hôm nay mình đã chuẩn bị những gì nha. Đây là bột mì, rồi đường này, đây là nhân hạt dẻ, rồi là nhân cái gì, nhân hạt sen, rồi là trứng, đây là dầu, tất cả những gì cái này mình đều có thể mua ở trên mạng hết và người ta đã làm sẵn nhân rồi trứng, và mình thì chỉ cần tự làm thử một cái vỏ thôi, làm từ cái bột mì với cả là đường mình sẽ trộn với nhau và đảo đều lên. Mình nghĩ rằng là một cái bánh mình tự làm như vậy thì chắc chắn sẽ là một món quà thật là ý nghĩa, và ngoài ra lại còn đầy dinh dưỡng và ngon nữa. Cho nó vào đây. Mình sẽ cho vào đây ngâm để một tiếng nữa. One hour later. Mọi người xem này. Và như thế. Lấy 20g ra. 20g. Đây là vỏ mọi người ạ. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy một ít nhân. Đây là nhân hạt sen mọi người ạ. Rồi, mình sẽ cho quả trứng vào bên trong. Sau đó thì mình sẽ dùng cái vỏ này bọc lên. Như là vỏ hơi nhỏ mọi người ơi. Ok, cuối cùng thành công. Cho vào một cái khuôn. Rồi, vào ép thành một cái. Mami. Đây. Sao mọi người hình như là mình đã sai. Mami. Thật là sự mong quay. Thất bại. Lại, làm lại. Cái này, cái bạn tích vào chuyện. Mình nên làm cái, cho một cái hình cái này vào bên trong. Rồi lại cho cái này vào. Ồ, cái không miếng hộ. Chào mà, để bà ta la khai. Không la là. Wow, thành công. Là một con mình, em bé dẫn mình đây. Hướng dẫn mình đây. Ồ, cái gì? Wow, hào phèo liên nha. À, mình sẽ cho vào đây. Wow, thành công. Kimi Pai. Kimi Pai. Ok. Đã chuyển khảo luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ đưa cái này bánh lên nướng. Không có chuyện. Băng lụ. Quá chuyện trong 2, 3, 4. Ý, anh xem là cho vào trong lò nướng. Hả? Chu phanh dong. 15 minutes later. Bây giờ sẽ là thời điểm mà quyết định cái bánh Trung Thu hôm nay có là thành công hay là thất bại mọi người ạ. Ding ding. Hơi bị nóng quá. Ding ding, nhìn màu thì không đẹp lắm. Mình sẽ thử xem nó có mùi vị như thế nào nhá. Nó không đẹp. Wow. Khăn. Khăn này hả bố thua. Thăng mà, thăng mà. Yêu y điều điều thăng. Mày anh chẳng chẳng. Bố rửa. Tuy nó ngoại hình nó không đẹp nhưng mà mùi vị cũng được nhỉ.
cái bên ngoài thì giòn giòn, vừa nướng xong thì giòn giòn, ở nhân ở bên trong thì rất là mềm. Hay mình qua đây chơi đi chắc. Mình qua đây kháng xem mà. Bố thăng à? Mình kháng xem. Mình kháng xem mà. 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 Không ngon. Trẻ con không bao giờ nói dối. Đánh giá sự thật. Chân thực của cái bánh này như thế nào? Đấy. Đầy dinh dưỡng và ngon nữa. Cái bánh này mình ăn thì tạm được, thế nhưng mà làm quà thì bị chê chết mọi người, thì hãy cùng đi siêu thị mua thôi. Bây giờ thì mình đã đến siêu thị Carrefour. Bây giờ chúng ta cùng vào ra siêu thị để xem bánh trung thu như thế nào nhá. Vào, cứ đi vào siêu thị là thấy một khu vực chuyên bán bánh trung thu luôn mọi người ơi. Bánh trung thu được gói trong những cái túi rất là đẹp với giá cả khác nhau. Bánh trung thu được gói trong một cái bao bì rất là đẹp luôn. Mọi người là màu vàng. Và mọi người có thể xem là ở bên trong nó là như thế này, là cái này là thương hiệu Phẳng Sạn. Ngoài thì hoa văn khá là đẹp này, những cái này. Và mọi người xem bên trong là như thế nào nhá. Wow, bên trong cũng khá là đẹp này này. Có cả những cái kiểu tranh vẽ như vậy. Là có 1, 2, 3, 10 cái là 200 tệ. Tương đương là 700.000 Việt Nam đồng. Và ở đây cũng có, lại có cái bánh của Chén Trì Tứa. Tức là toàn tụ Đức là vịt quay, cửa hàng nhà hàng vịt quay Bắc Kinh. Đi sang bên này thì có một cái bánh trung thu khá là dễ thương, ở để trong một cái hộp màu hình tròn như vậy, rất là dễ thương luôn. Đây là thương hiệu Disney. Cái hộp bánh như vậy giá là 198 tệ, là 200 tệ cũng tương đương là 700.000 Việt Nam đồng. Tiếp tục đi thì ở bên này cũng có rất là nhiều đủ loại thương hiệu luôn. Ở đây có một gói nhỏ nhỏ xinh xinh 600.000 Việt Nam đồng Mini Mouse. Còn ở đây thì là một cái khu vực là quầy bán bánh trung thu bán lẻ. Ở đây có một cái những bánh trung thu nhỏ nhỏ xinh xinh này thì là bán 1 tệ, tương đương là khoảng không chưa đến 5.000 Việt Nam đồng, tương đương là 3.600 một chiếc, rất là nhỏ và cũng rất là rẻ luôn. Từ giá cả từ 1 tệ này, 2 tệ này, 2 tệ, 3 tệ. Cả khu vực này toàn là những cái bánh trung thu bán lẻ. Và cái này cũng rất là dễ thương. Màu màu đỏ, màu hồng. Dễ thương. Cái này thì là 11 tệ, 12 tệ là bao nhiêu? 40.000 Việt Nam đồng. Khu vực này lại là những cái bánh trung thu được gói rất là kỹ càng và rất là đẹp, và có thể làm quà tặng cho bạn bè. Ví dụ như một cái này thì là cái này là của một thương hiệu Tảo Xiang Xuân, là một thương hiệu bánh nổi tiếng của Bắc Kinh. Mọi người đã chuẩn bị sẵn bánh trung thu chưa? Mời các bạn chia sẻ với Hà Vy nha. Rồi nếu mà các bạn thích vlog ngày hôm nay thì các bạn hãy subscribe và để lại bình luận cho mình nha. Trung thu vui vẻ. Bye bye.